Giống như người đàn anh thân thiết bóng rổ LeBron James vào năm 2010, Kylian Mbappe có một quyết định lớn phải đưa ra trước khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè này với đội bóng chủ quản. Các báo cáo cho thấy anh có thể sẽ ở lại Paris Saint-Germain hoặc gia nhập Real Madrid hay Liverpool. Tuy nhiên, đội nào sẽ phù hợp với chân sút người Pháp nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Chủ đề về tương lai của Kylian Mbappe xuất hiện ở khắp mọi nơi, mặc dù điều đó đã xảy ra trong vài năm vừa qua. Có thể cho rằng, siêu sao bóng đá lớn nhất thế giới đã ghi 27 bàn cho Monaco, 238 bàn cho Paris Saint-Germain, 46 bàn cho Pháp, vô địch World Cup và ghi một hat-trick trong một trận chung kết World Cup 2023 vừa qua. Và đó thậm chí còn không phải là trận chung kết cầu thủ này lên ngôi vô địch. Tất cả những điều đó mặc dù Mbappe chỉ mới bước sang tuổi 25 vào tháng 12. Mbappe sẽ hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải và chắc chắn chân sút này sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai sự nghiệp của mình. Theo các tin báo gần đây cho thấy, Mbappe đã thu hẹp các lựa chọn của mình xuống chỉ còn 3. Ở lại Paris Saint-Germain như chân sút này đã chọn làm 2 năm trước, khi hợp đồng trước đó của mình sắp hết hạn, chuyển đến Real Madrid hoặc chuyển đến Liverpool. Hãy thử đánh giá các lựa chọn nhé! Đầu tiên, ở lại Paris Saint-Germain. Chúng tôi muốn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở lại Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ tốt nhất với Mbappe chỉ có thể là Paris Saint-Germain. Cậu ấy là trung tâm trong dự án của câu lạc bộ. Hiện tại, Paris Saint-Germain có lực lượng cầu thủ đầy tiềm năng, có thể giúp đội bóng thành công trong tương lai. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chia sẻ. Ngoài những giao kèo với mức đãi ngộ khổng lồ, dự án mà Al-Khelaifi đề cập đến là lời đề nghị cuối cùng với hy vọng thuyết phục ngôi sao 25 tuổi ở lại Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Mbappe liệu có đủ kiên nhẫn để trông chờ vào tương lai khả quan tại đội bóng nước Pháp? Thực tế, sau 7 năm khoác áo Paris Saint-Germain, Mbappe có 238 bàn thắng cùng 104 kiến tạo sau 286 trận đấu. Ngôi sao sinh năm 1998 giành danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 trong 5 mùa giải liên tiếp từ 2018-2019. Ở tuổi 25, Mbappe có 5 chức vô địch Ligue 1, 3 cúp quốc gia Pháp, 2 cúp liên đoàn và 3 siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, Champions League vẫn luôn là danh hiệu mà cả Paris Saint-Germain và Mbappe khao khát. Dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng việc bị loại sớm ở Champions League không còn là điều lạ với Les Parisiens. Trong 7 mùa giải gần nhất, Paris Saint-Germain dừng bước ở vòng 1/8 đến 5 lần. Mbappe cùng các đồng đội chỉ có 2 lần góp mặt tại bán kết Champions League với một lần thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết. Ngay cả khi sở hữu bộ ba Mbappe, Neymar và Lionel Messi, đội chủ sân công viên các hoàng tử cũng không thể góp mặt tại bán kết của giải đấu. Sau tất cả, Champions League vẫn là lý do quyết định tương lai chân sút người Pháp. Một trong những cách nhanh nhất để thực hiện điều đó chính là gia nhập đội bóng sở hữu DNA vô địch Champions League, Real Madrid. Theo AS, Paris Saint-Germain mời Kylian Mbappe ký vào hợp đồng mới. Nếu đồng ý, cầu thủ người Pháp sẽ trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá châu Âu, 109 triệu đô la mỗi năm. Mỗi tuần, cầu thủ này sẽ bỏ túi 2,3 triệu đô la, bất kể có ra sân hay không. Đây là mức đãi ngộ tưởng chừng chỉ có ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi. Con số 109 triệu đô la mỗi năm cũng cao gấp hơn 2 lần mức lương hiện tại của Mbappe và gấp 3 lần những gì mà Real Madrid sẵn sàng trả cho cầu thủ này nếu đến Bernabeu. Thứ hai, chuyển đến Real Madrid. Mùa hè năm 2024 là thời điểm mà Mbappe buộc phải đưa ra lựa chọn về tương lai sau hàng loạt tin đồn trong nhiều năm trở lại đây. Lúc này, Real Madrid đang nắm nhiều ưu thế hơn so với Paris Saint-Germain và Liverpool. Hè năm 2022, Kylian Mbappe được cho là đã ở rất gần với việc gia nhập Real Madrid, nhưng cuối cùng, cầu thủ người Pháp lại gia hạn với Paris Saint-Germain. Màn quay xe và phút chót này như một gáo nước lạnh dội vào lòng tự tôn của Los Blancos. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn quyết định theo đuổi chân sút người Pháp lần thứ 3 ở phiên chợ hè 2024. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mbappe sẽ chỉ có 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 để đưa ra quyết định. Nếu ngôi sao người Pháp không có câu trả lời, cái tên Mbappe sẽ bị gạch khỏi mục tiêu chuyển nhượng của Real một lần và mãi mãi. Vô giả Perez không chấp nhận bản thân và đội bóng bị đem ra trêu đùa một lần nữa. Động thái cứng rắn này khiến những Madridista càng mơ mộng về sự xuất hiện của Mbappe trong giải ngân hà Galacticos 3.0 mà Real đang xây dựng. Không những vậy, Mbappe hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trong đó, giống như thần tượng Cristiano Ronaldo. Vậy nếu thương vụ này xảy ra, Mbappe sẽ chơi ở đâu trong đội hình của huấn luyện viên Carlos Ancelotti? Việc sở hữu hai cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu như Vinicius Junior và Kylian Mbappe
có lẽ sẽ là cơn đau đầu dễ chịu với chiến lược gia người Italia. Ông luôn được biết đến với khả năng xoay tua đội hình và xếp các cầu thủ chơi trái sở trường. Nhiều khả năng, Mbappe vẫn sẽ đảm nhiệm khu vực hành lang cánh trái sở trường, trong khi Vinicius sẽ chơi một số 9 nào bên cạnh Rodrigo ở cánh trái. Thực tế, việc xếp Vinicius chơi cao nhất trên hàng công đã cho thấy sự hiệu quả khi tiền đạo này lập hat-trick vào lưới Barcelona trong trận chung kết Super Cup Tây Ban Nha. Ngoài ra, theo Opta Player Radar, Vinicius, Rodrigo là hai trong 4 cầu thủ tấn công có bộ chỉ số kỹ năng tương đồng với Mbappe nhất là ở mùa giải này. Bộ ba này cùng với sự bổ sung của Jude Bellingham ngay phía sau hứa hẹn tạo nên hàng công mạnh bậc nhất châu Âu. Và cuối cùng, Liverpool là điểm đến thú vị. Đại diện nước Anh là sự lựa chọn cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng của Mbappe. Lý do là bởi The Kop là đội bóng mơ ước của bà Faya Lamari, người đại diện cũng là người mẹ của Mbappe. Ngôi sao người Pháp cũng đã từng đàm phán với Liverpool vào năm 2017. Tôi từng được liên hệ để gia nhập Liverpool cách đây 5 năm, khi còn thi đấu cho Monaco. Đó là đội bóng yêu thích của mẹ tôi, Mbappe chia sẻ với The Telegraph năm 2022. Theo báo Pháp Le Parisien, Liverpool đang nổi lên là đối thủ nguy hiểm và giàu tiềm năng nhất trong việc giành chữ ký của Mbappe. Đội bóng Anh không được nhắc tới nhiều trước đây bởi Mbappe từng bày tỏ chỉ muốn khoác áo Real. Tuy nhiên, sau nhiều năm thương lượng bất thành với câu lạc bộ Tây Ban Nha, tiền đạo tuyển Pháp sẵn sàng thay đổi kế hoạch và chuyển tới sân Anfield nếu có cơ hội. Nếu so sánh mức đãi ngộ khổng lồ của Paris Saint-Germain, khả năng giành Champions League cùng Real, trường hợp Mbappe gia nhập Liverpool ít có cơ hội xảy ra nhất. Tuy nhiên, việc đang dẫn đầu Premier League mùa này cũng cho thấy The Kop xứng đáng là bến đỗ tiềm năng nếu cầu thủ 25 tuổi này tới Anh thi đấu. Huấn luyện viên Jurgen Klopp vốn mến mộ tài năng của Mbappe và được cho sẽ làm mọi cách để đưa tiền đạo người Pháp tới Liverpool. Việc Mohamed Salah hết hạn hợp đồng vào năm 2015, đồng thời được nhiều câu lạc bộ Ả Rập Saudi trải thảm đỏ để mời về, có thể tác động tới mối liên hệ giữa Liverpool với Mbappe. Liverpool có thể chấp nhận bán Salah để thu về khoản tiền lớn rồi tái đầu tư chiêu mộ Mbappe ngay trong tháng 1. Nếu làm điều đó, họ sẽ nhanh chân hơn Real. Đội vẫn hy vọng có thể chiêu mộ Mbappe theo diện chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Ký với Mbappe cũng là cách mà Liverpool tuyên chiến với Man City trong những năm tới. Tuy nhiên, Le Parisien cũng chỉ ra rằng rời khỏi Paris Saint-Germain có thể là quyết định mạo hiểm đối với Mbappe, bởi tiền đạo này đang được tạo điều kiện tốt nhất ở sân công viên các hoàng tử. Có ý kiến cũng hoài nghi rằng chiến thuật của Real sẽ không phát huy tốt nhất năng lực của Mbappe, hoặc câu lạc bộ Tây Ban Nha không đủ tiền trả lương cho anh. Tương lai của Mbappe sẽ phụ thuộc lớn vào mẹ anh, bà Faya Lamari, người mới đây ký hợp đồng làm người đại diện cho tuyển thủ Pháp lần nữa. Hồi tháng 10, tờ Marca đưa tin Lamari không còn làm đại diện cho con trai của bà do những quy định mới của FIFA, nhưng điều này không xảy ra. Mới đây, khi được hỏi về tương lai không chắc chắn của Mbappe, huấn luyện viên Paris Saint-Germain Luis Enrique nói: "Như tôi từng nhiều lần nói trước đây, vấn đề này không phụ thuộc vào tôi. Tôi không phải là người thích hợp trả lời câu hỏi này. Giờ đây, câu chuyện chọn ai sẽ còn phụ thuộc nhiều vào gia đình và bản thân của Mbappe. Nhưng theo chúng tôi, Real sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho sự phát triển trong sự nghiệp của anh trong tương lai. Hãy cùng chờ xem, chân sút người Pháp sẽ chọn cập bến ông lớn nào ở mùa hè năm nay hay là ở lại Paris Saint-Germain nhé."